Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Playzo TV. Lâu lắm rồi thì Cọc Xem mới ra mắt một sản phẩm chuột chơi game trên thế giới nói chung cũng như tại Việt Nam nói riêng. Và đó chính là con Cọc Xe Play nổi đình nổi đám mấy ngày gần đây. Vậy thì trong video này hãy cùng mình khám phá xem là liệu sản phẩm này có xứng đáng với số tiền gần 2 triệu đồng các bạn bỏ ra hay không. So với các sản phẩm chuột trước đây của Cọc Xe thì có thể nói Glaive có một thiết kế tương đối nhiều sự khác biệt. Và có lẽ đây sẽ là con chuột đầu tiên của hãng này có một thiết kế module. Và ngoài ra thì cá nhân mình thấy con chuột này có cảm giác gì đó rất giống với DA đến từ Razer. Có lẽ là do cùng sử dụng một thiết kế công thái học. Về tổng thể thì có thể nói nó thực sự có một thiết kế khá to, kể cả chiều ngang lẫn chiều dài. Kèm với đó thì cũng hơi nặng. Cho nên bạn nào tay nhỏ thì khả năng không cầm được con này là khá cao. Chất liệu mình sản xuất sử dụng thì vẫn giống như sản phẩm trước đây. Toàn bộ bề mặt chuột sẽ được phủ một lớp sơn mềm, khi sờ vào không có hiện tượng thô ráp nhưng lại không hề bị trơn và được cái là rất bám tay. Vì thế một hệ quả tất yếu của nó đó là chỉ cần các bạn vuốt bằng ngón tay một phát thôi là có thể thấy vân tay của bạn in rõ hình trên sản phẩm này. Nổi bật trên thân chuột sẽ là hai dải đèn LED chạy dọc, chúng ta sẽ dễ dàng liên tưởng đến bộ phim Tron. Có rất nhiều các họa tiết kiểu như thế này. Ở dưới sẽ là logo của hãng cũng được trang bị đèn LED. Thêm vào đó là 5 cái đèn màu xanh dương được bố trí dọc ở bên trên nữa. Phần này dùng để báo mức DPI mà bạn đang sử dụng. Và tất nhiên là chúng ta có thể dễ dàng chuyển đổi các mức bằng nút ở ngay bên cạnh. Cuộn chuột trên sản phẩm này cũng làm rất tốt. Cá nhân mình thích những con chuột mà có phần cuộn nhô cao hẳn lên như thế này. Với chất liệu mà hãng sử dụng ở đây là cao su, cùng với đó là một họa tiết có thể nói là không được đẹp cho lắm thì phải. Đó là toàn bộ mặt phía bên trên. Ở cạnh bên phải thì chúng ta sẽ có một phần cao su chống trượt. Còn cạnh trái thì như mình đã lúc đầu rồi, đây sẽ là một sản phẩm có thiết kế module nhẹ. Các bạn sẽ được tặng kèm 3 miếng để có thể thay cho phần kê tay bên trái. Trong đó thì mình thấy có 2 miếng là đem lại cảm giác sử dụng khá giống nhau, chỉ khác là một cái được gắn cao su, một cái thì không. Miếng còn lại thì làm cho bề ngang của chuột tăng lên đáng kể. Và miếng này thì có lẽ sẽ phù hợp với những bạn nào mà không có thói quen tì chặt ngón tay cái vào cạnh chuột mà đặt ngón tay này xuống bàn hoặc là đặt xuống bàn gì. Ngay bên trên là hai nút back và forward. Nút này thì làm thiết kế hơi vắt cạnh, khi bấm thì nó có cảm giác như kiểu là bạn dùng ngón tay cái để hất lên trên chứ không phải là bấm sang ngang như bình thường. Nó giúp hạn chế tối đa hiện tượng bấm nhầm. Ngoài ra thì có một điểm nữa, đó là chúng ta sẽ có hai phiên bản Glaive và cách phân biệt duy nhất đó là nhìn vào cái phần kim loại chạy từ cạnh trái sang cạnh bên trên. Trong đó thì phiên bản Black sẽ có phần này màu đen và phiên bản Aluminum thì sẽ có phần này màu bạc. Ở đây thì mình đang có phiên bản Aluminum. Và ngay ở phần đó thì chúng ta sẽ thấy được giải LED được chia thành 6 phần riêng biệt, giống thiết kế gầm các loại siêu xe. Tất nhiên là nó cũng có thể thay đổi 16 triệu màu. Ở giữa thì có một dây kết nối để mặc dù chắc chắn và vẫn giống như sản phẩm khác của Cọc Xe, không có một vấn đề gì phải lo ngại cả. Và cuối cùng đó là hệ thống đèn LED thì các bạn sẽ có tổng cộng 3 vùng sáng chính, đó là logo, hai đường bên cạnh và giải LED ở cạnh trên. Các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh qua phần mềm Cọc Xe Unity Engine và có khoảng đâu đó tầm 4 đến 5 chế độ sáng mặc định. Đó là về ngoại hình, còn về hiệu năng thì mình sẽ nhanh chóng điểm qua một số đặc điểm kỹ thuật nổi bật của nó. Đầu tiên là sản phẩm này sử dụng mắt đọc là PWM3367. Vừa được lắp vào con Streamer phiên bản năm 2017 cũng của Cọc Xe. Và đây sẽ là mắt đọc quang học mới nhất của PicArt, có mức DPI tối đa là 16.000. Thực tế sử dụng thì nó rất mượt mà và ổn định, hai điểm thường thấy trên bất kỳ mắt đọc cao cấp nào. Về nút chuột thì chúng ta sẽ có Omron Switch mới với tuổi thọ lên tới 50 triệu lần nhấn. Tuy nhiên thì mình lại không thích nút của sản phẩm này lắm, cảm giác bấm của nó hơi bị nông và không được chắc chắn như các sản phẩm khác, so sánh trực tiếp với con Rival 700 mình đang sử dụng. Cái này thì có lẽ là không phải do switch mà là do kiểu thiết kế của phần nút bấm khiến cho việc khi bấm nó cảm giác hơi lỏng lẻo một chút. Cuối cùng đó là cảm giác cầm thì có thể nói Cọc Xe Play cho một cảm giác cầm khá tốt, và đặc biệt là những bạn nào kiểu cầm palm grip kết hợp với kiểu thiết kế module, bàn tay của các bạn sẽ hoàn toàn cầm nắm vào chuột một cách dễ dàng nhưng không kém phần chắc chắn. Và điều này cũng khá đúng với kiểu cầm claw. Tuy nhiên thì nếu như bạn cầm kiểu fingertip thì cần phải thử kỹ về sản phẩm này nặng và to, thế nên là bạn nào mà cầm kiểu này thì sẽ thấy nó hơi khó khăn một chút. Để chốt lại về Cọc Xe Glaive thì có thể nói nó mang cho mình một số ưu điểm như là đến từ một thương hiệu nổi tiếng từ Mỹ này, có thiết kế và hoàn thiện tốt này, cùng với đó đi kèm với một hiệu năng ổn định. Tuy nhiên thì nó có một điểm yếu đáng chú ý, đó chính là mức giá còn hơi cao so với những gì mà nó mang lại. Vì thế nên là theo mình thì với sản phẩm này hợp với bạn nào là fanboy Cọc Xe muốn thêm một sản phẩm nữa vào trong bộ sưu tập của mình hơn là với những bạn mà đang tìm kiếm một chú chuột chơi game có mức giá hợp lý. Và như thường lệ thì đừng quên like, share video này và comment ở ngay bên dưới. Mình là Dũng và đây là Playzone TV. Đừng quên theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.